Chào các bạn, hôm nay Lucas giới thiệu đến các bạn một cái bộ cảo đĩa kết hợp với lại cảo thủy lực của hãng Baoram sản xuất tại Đài Loan. Bộ cảo đĩa này nó có tải trọng là 8 tấn, được đựng ở trong một cái vali bằng nhựa màu đen. Có khóa gài và cái quai sắt rất thuận tiện cho các anh chị nào mà đi làm việc ở nhiều công trình. Bây giờ mình sẽ mở ra để xem ở trong này nó bao gồm những cái gì. Rồi đây là bộ cảo của chúng ta. Bên trong này nó có rất là nhiều chi tiết phụ kiện. Mỗi chi tiết như thế này nó sẽ có một cái ngăn chứa, cái khoang chứa riêng, rất là chuyên nghiệp. Ở đây có kèm theo một cái bao trùm cảo và tài liệu hướng dẫn sử dụng. Thì cái này lát nữa mình sẽ nói sau cho mọi người. Đầu tiên đây là cái bơm, thân bơm. Đây là cái xi lanh. Đây là cái vai cảo. Đây là ba cái chân cảo, hay còn gọi là ba cái tay cảo. Đây là cái chặt ba để gắn ba cái tay cảo này vào. Đây là cái đĩa cảo. Đây là cái tay đòn. Cái đòn này là để gắn vào cái thân bơm này để chúng ta bơm. Cái tay đòn này nó có 5 nóc, chúng ta có thể điều chỉnh cái độ dài ngắn theo từng nóc này. Lát nữa mình sẽ thao tác cho mọi người xem. Rồi đây là hai cái thanh chống của cái cảo đĩa. Và cuối cùng là hai cái adapter, là hai cái đầu nối. Hai cái đầu nối này dùng, nó có mục đích là nối vào cái ti cảo để tăng cái độ với của cái ti cảo. Rồi, đây là cái vali không. Cái điểm đặc biệt của cái cảo này là nó được kết hợp bởi hai cái cảo riêng biệt, một cái là cảo đĩa và một cái là cảo thủy lực ba cháu. Thì bây giờ mình sẽ lắp ráp trước cái cảo đĩa cho mọi người nhìn thấy. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ gắn hai cái thanh chống này vào hai cái lỗ ở trên có sẵn ở trên cái đĩa này. Rồi chúng ta sẽ đưa cái vai cảo vào. Cuối cùng là gắn cái bơm vào. Rồi đây là cái tay đòn. Thì chúng ta có thể điều chỉnh cái độ dài ngắn của cái tay đòn này bằng cách là nhấn cái viên bi ở trên cái thân tay đòn này nha. Đó. Đây là nóc 1, đây là dài nhất.
chúng ta muốn ngắn hơn thì nhấn viên bên này và đẩy nó xuống. Đó, nấc 2, nấc 3. Rồi. Như thế này là mình đã lắp được hoàn chỉnh cái cạo đĩa rồi. Thì cái thân bơm này nó có thể xoay 360 độ. Đó. Cái này có thể xoay 360 độ nha mọi người. Rất là thuận tiện cho cái vị trí cần thao tác. Chúng ta có thể đứng ở vị trí nào thao tác cũng rất là thuận tiện. Thì khi chúng ta thao tác bơm ở đây, thì chúng ta sẽ phải gạt cái chốt này qua bên avan. Đó. Thì bơm thì cái ti ở đây nó sẽ thòi ra. Còn muốn đóng hành trình lại thì chúng ta sẽ gạt qua return. Thì cái xi lanh này nó sẽ hồi về. Bây giờ bắt đầu bơm đúng không? Thì mọi người sẽ gạt cái chốt này qua chữ avan là mở khóa. Rồi bây giờ bắt đầu bơm. Khi mình thao tác bơm ở đây thì mọi người để ý ở dưới cái ti bơm này nó sẽ bắt đầu nó sẽ dài ra, nó thòi ra ngay khúc này. Rồi, hết hành trình. Thì khi bơm hết hành trình, mọi người nhìn thấy ở trên cái ti của cái xi lanh nó sẽ có một cái vạch màu đỏ ở đây là giới hạn hành trình. Nếu mà bơm tới đây rồi nhưng mà nó vẫn chưa đủ cái độ với thì chúng ta có thể dùng thêm cái đầu adapter này. Đó. Đây là hai cái đầu adapter. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái thông số kỹ thuật của cái cạo đĩa. Đầu tiên là cái độ mở ngàm của cái cạo đĩa. Độ mở ngàm là từ đây qua đây, từ bên này qua bên này là 260mm. Tiếp theo là cái độ với. Độ với của cái cạo đĩa tính từ dưới cái vai cạo xuống cái mặt đĩa là 255mm. Hành trình của cái xi lanh là tính từ đây tới đây. Hành trình của xi lanh là 122mm. Rồi hành trình của cái tay cảo là từ đây tới đây là 85mm. Khi chúng ta bơm hết hành trình rồi mà cái độ với nó vẫn chưa đủ thì chúng ta sẽ có thể dùng thêm cái đầu adapter này. Khi mà gắn cái đầu adapter này vào thì chúng ta sẽ phải tháo cái cục này ra. Gắn cái này vô. À, đại khái là gắn vô như thế này. Rồi sau đó gắn cái cục này vào đây. Thì ở trên cái đầu ti này mọi người nhìn thấy có cái hình chớp nón. Mục đích của cái này là để nó tì chắc, nó bám chắc vào cái trục của chúng ta. Rồi sau khi không sử dụng nữa, chúng ta còn cái xi lanh này nó hồi về thì chúng ta sẽ phải gạt cái van này. Van này chúng ta sẽ gạt về bên return thì cái xi lanh này nó sẽ thụt lại, nó sẽ hồi về. Cơ cấu hồi về của cái xi lanh này là bằng lò xo. Bây giờ mình sẽ gạt cái này, chốt này qua thì mọi người sẽ thấy cái xi lanh này nó sẽ tự động nó hồi về. Đó. Rồi là cạo đĩa. Bây giờ mình sẽ chuyển đổi cái bộ cạo đĩa này sang cạo thủy lực ba chấu.
Bây giờ mình sẽ lắp ráp cái cạo thủy lực ba cháu. Đây là cái chạc ba của cái cạo thủy lực. Đầu tiên mình sẽ gắn ba cái tay cạo vào trước. Mình đã lắp ráp xong ba cái chân cạo. Ba cái chân cạo của chúng ta nó sẽ như thế này. Để cho nó giữ chặt thì chúng ta còn phải dùng cờ lê hay mỏ lết gì đó siết chặt những con bu lông này lại thì cái chân cạo này nó sẽ dính cứng. Bây giờ mình không có cờ lê mỏ lết thì mình để demo cho mọi người thấy thôi. Rồi cuối cùng lại gắn cái tay bơm vào. Rồi mình đã lắp xong cái cạo thủy lực ba cháu 8 tấm. Thì ở đây mình chỉ demo cho nên là mình gắn hờ như thế này thôi. Khi mà mọi người sử dụng thì chúng ta còn phải siết chặt các cái con bu lông này lại để điều chỉnh cái độ mở ngàm. Mọi người nhìn thấy ở trên cái tay cạo nó có những cái lỗ này để chúng ta thay đổi cái tầm với, cái độ với của cái tay cạo. Thông số kỹ thuật cơ bản của cái cạo này là độ mở ngàm. Nói về cái độ mở ngàm lớn nhất của cái tay cạo này là 243,5mm. Còn cái độ với mắt, cái độ với lớn nhất của cái từ cái vai cạo này xuống cái máu cạo này là 230mm. Ngay cái chạc ba này, vị trí này nó có thêm một cái đai này nữa. Mục đích là chúng ta có thể hoán chuyển cái cạo ba cháu này trở thành cạo hai cháu bằng cách là chúng ta tháo hai cái tay cạo này ra, cất đi một cái và một cái thì chúng ta sẽ gắn ở vị trí đối xứng với lại cái tay cạo này thì nó sẽ trở thành là cạo thủy lực hai cháu. Khi bơm thì chúng ta sẽ gạt cái van này qua vị trí van. Sử dụng xong thì chúng ta sẽ khóa cái van này lại bằng cách gạt qua vị trí return thì cái xi lanh nó sẽ tự động hồi về. Toàn bộ các cái chi tiết có trong cái bộ cạo PM820 này, nó có thể gọi cái bộ cạo này là cạo đa năng luôn cũng được nha mọi người. Bởi vì một cái bộ như thế này chúng ta có thể sử dụng được ba loại cạo khác nhau. Thứ nhất là cạo thủy lực ba cháu, thứ hai là cạo đĩa và thứ ba là cạo thủy lực hai cháu. Cạo này nó rất là thuận tiện, mua cái cạo này và sử dụng rất là lợi luôn nha mọi người, bởi vì nó có sử dụng được với ba cái mục đích: cạo thủy lực hai cháu, cạo thủy lực ba cháu và cạo đĩa thủy lực. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng comment số điện thoại và cái địa chỉ đầy đủ thông tin ngay dưới video này thì bên Thanh sẽ liên hệ để ship hàng cho các anh chị và các bạn. Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng và hãng có ở trong này nó có một cái tờ là ghi model chi tiết của từng cái bộ phận ở trong cái cạo này đó.
thì trong quá trình sử dụng nó có thể bị hỏng một cái chi tiết nào đó ở trong cái bộ cạo đĩa này, thì chúng ta có thể nhìn vào cái bảng này để chúng ta đặt hàng. Chỉ cần gửi cái model này đến bên Lucas thì Lucas sẽ đặt hàng cho mọi người.